vào thành phố, đêm buồn vắng buồn hơn. Đàn bò vào thành phố, không còn ai hỏi. Đây là hình ảnh của cánh đồng dưới chân đồi Tà Pạ. Cánh đồng này khi mà các bạn lên hồ Tà Pạ thì các bạn sẽ thấy nguyên cái cánh đồng này. Và cánh đồng này khi các bạn nhìn thì các bạn không nhìn thấy rõ rằng nó là thuộc về đồng ruộng bậc thang. Một người vào thành phố, đêm từng bước buồn tanh. Khu này thì vào mùa khô là không đủ nước để bà con ta công tác lúa hoặc là trồng hoa màu, nên vào mùa khô thì cánh đồng này thường bị bỏ hoang. Có nhiều nơi thì bà con đã trồng được, chẳng hạn như trồng vào mùa khô này thì bà con đã trồng khoai lang, trồng khoai môn, hoặc là trồng đậu phộng, đậu xanh, khoai từ. Nhưng mà đa số ruộng ở khu vực này là bị bỏ hoang, lý do là không đủ nước để tưới tiêu. Cánh đồng này chỉ một năm làm được từ 1 vụ đến 2 vụ. Có nhiều cánh ruộng thì làm được 2 vụ là bởi vì ruộng nó nằm gần đường nước, hoặc là cái khu ruộng đó nó có độ ẩm ở dưới đất, nên người ta có thể tranh thủ người ta trồng khoai lang hoặc là đậu phộng. Còn số ruộng còn lại thì thường bị bỏ hoang. Chỉ bà con người ta chỉ canh tác rầm rộ và nhiều, tất cả các thửa ruộng đều được làm là vào mùa mưa. Mùa mưa có thể là bắt đầu từ tháng 6 trở lên. Tháng 7 là mưa ngâu. Tháng 7, tháng 8 thì mưa rất nhiều. Và khu này là cũng nhiều nước, nên đó là mùa chính mà bà con người ta trồng, đặc biệt là ta trồng lúa. Để tôi khỏi cái chiếc ông ấy. Hai đứa này cũng đi kiếm cua này trăm thì chết mòn anh thọt về thì cái nó to rồi score xin ôi ấy score Chelsea score Chelsea score kéo là Chelsea Chelsea phải Chelsea không thế à thế anh áo phun nó anh mặc cái luôn rồi mình tông anh vô. Cái này chưa chợt cho mình thấy mình cũng mới đứa nhỏ đi mà. Này nó điểm ra được là từ cùng. Một người vào thành phố, đêm từng bước buồn tênh. Một người vào thành phố, không còn ai người của em. Người tìm về đồng xóm để con đàn phường để đóng phần. Vào mùa mưa thì khi các bạn lên hồ Tà Pạ, các bạn nhìn xuống thì nó rất là đẹp, bởi vì nguyên cánh đồng này là nó màu xanh mạ, mát, nhìn xem rất là mát. Còn cái mùa mà đẹp nhất là cái mùa khoảng tháng 9. Tháng 9 là mùa lúa chín. Mà nếu các bạn đến sớm một tí thì lúc mà lúa bắt đầu vào mùa chín, thì vào mùa lúa chín thì các bạn đứng ở trên hồ Tà Pạ nhìn xuống rất đẹp. Đó, bởi vì những thửa ruộng ở dưới này khi mà vào đầu mùa lúa chín, các bạn sẽ thấy nó đủ thứ màu. Nó tông màu của nó từ màu xanh mạ cho đến màu vàng lúa chín. Thì có thể nó từ màu xanh nó chuyển sang màu đọt chuối, rồi vàng lợt, rồi đến vàng đậm. Thì các bạn đứng ở trên đồi Tà Pạ nhìn xuống thì các bạn sẽ thấy nguyên một cái thảm đủ thứ màu rất là đẹp. Còn bây giờ thì đang vào mùa khô nên nhìn thì không đẹp, bởi vì nhiều thửa ruộng bỏ hoang. Trong clip này các bạn thấy những chiếc xe bò người ta chở phân lên bón cho ruộng. Bà con đang chuẩn bị đổ phân bò lên vô ruộng để sau này cải bừa bón phân luôn, đổ phân luôn cho ruộng, và bà con sẽ làm trồng lúa. Ở đây khu này thì cũng là một khu tập trung trồng lúa đặc sản của vùng. Đó là loại lúa đặc sản của có tên là nàn nhen. Gạo là nàn nhen là hồi xưa là có tiếng ở vùng này, nhưng mà do một thời gian mới giải phóng, người ta đã đưa vào canh tác loại lúa thần nông, nên hiện nay thì cũng có một số ruộng khi vào mùa mưa người ta trồng lúa thần nông. Nhãn dạng của lúa đặc sản với lúa thần nông là ở chỗ cây lúa đặc sản nó cao, nó có chiều cao hơn cây lúa thần nông, và cây lúa đặc sản nó cao khoảng 1 mét tới 1,5 mét. Vì nó cao nên nó dễ bị đổ, nó dễ bị ngã. Lúa đặc sản thì rất khó thu hoạch bằng máy liên hợp Kubota. Còn lúa thần nông thì nó thấp, mà thường là người ta trồng lúa thần nông bằng cách xạ dày. Còn lúa đặc sản thì người ta phải cấy từ cụm. Nhưng mà lúa đặc sản thì ăn ngon hơn, nó vừa mềm cơm và thơm, có mùi thơm. Còn lúa thần nông thì không có mùi thơm. Khi bà con người ta trồng lúa đặc sản thì Người ta thường chỉ bón bằng phân bò. Thì khu vực này là một khu vực tập trung trồng lúa đặc sản nàn nhen rất là nhiều. Nên ở trên đây các bạn thấy bà con người ta đưa xe bò chở phân lên ruộng và người ta đổ. Hiện giờ thì người ta đổ bỏ trên ruộng đó. Tới vào mùa mưa thì người ta bắt đầu người ta cải bừa cho đất nó trộn lại chung với phân, thì lúc đó người ta mới bắt đầu người ta trồng lúa. Đó là vào mùa mưa. Vào mùa khô này thì cũng có mấy em nhỏ ở trong làng thường hay đi ra ruộng để đào cua, móc cua. Trong lúc móc cua thì các em cũng móc được ếch. Ếch nó chung vô hang cua nó ở. Mà mùa khô như thế này thì cua rất là ngon. Cua, con cua nó ngủ ở trong hang thì cua mùa này rất là mập. Tuy nhiên hiện giờ thì số lượng cua đồng ở khu vực này cũng giảm rất là nhiều. Giảm hết từ 90 tới 95%. Hồi xưa thì khi tôi mới về vùng này ở vào mới cái năm mới giải phóng thì vào mùa mưa thì cua bò lủng ngỗng đầy đồng. Tới mùa mưa thì chỉ có đi lượm thôi, đi lượm cua thôi chứ không có đi bắt cua nữa. Cua nó ngập nước nó bò ra. Và còn nói về ếch thì không biết đem đi đâu cho hết. Con ếch và những con nhái nhỏ nhỏ hiện giờ thì cũng là giảm đi rất nhiều. Cái số lượng cua và ếch bị giảm đi, một mặt cũng do bà con người ta bắt ăn, người ta khai thác quá mức, mà đặc biệt là ếch và nhái và cua mà giảm đi là cũng một phần là do bà con làm nông nghiệp, người ta sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu nhiều quá, nên cũng gây thiệt hại cho đến những con sinh vật đó, con ếch, con nhái và con cua. Còn riêng về con ốc bươu vàng thì lan tràn. Hiện nay thì ở những cánh ruộng này hoặc là ở những cánh ruộng ở dưới đồng bằng thì cũng gặp cái nạn ốc bươu vàng. Một người vào thành phố, đêm từng bước buồn tênh. Một người vào thành phố không còn